À, Đại Hồ chuyên mục xe máy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là bên mình chào đón một chiếc SH350i nâng cấp theo yêu cầu của em đẹp trai. Đó là Bilet Dumas XLED Pro cho chiếc SH350i mới 100%. Bên em sẽ thi công mí LED phía trước, tích hợp có xi nhan, đèn hậu phía sau tích hợp có xi nhan, và bên mình sẽ triển khai và thi công cho các bạn xem nha. Và bây giờ là bên mình sẽ tiến hành phẫu thuật mắt. Đó, bên mình đã nâng cấp và thi công cho cặp bi Dumas tích hợp mắt quỷ đổi màu chuyển theo app, và yêu cầu của chủ xe phát sinh là có chữ SH350i để tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, mắt thiên thần là mẫu BMW tạo cho cái mặt diện của chiếc SH350i có một điểm nhấn riêng biệt cực kỳ ngầu. Đây là anh chủ xe nè, tự đổi màu theo app theo ý thích luôn, và mình là người quay và để làm cái MV này cho các bạn đi xe máy muốn nâng cấp bi ánh sáng, bi LED, bi laser thì cứ vui lòng liên hệ bên mình. Đó, bây giờ là bên mình sẽ ra test cái đèn mí phía trên thì có chức năng chào ha, chức năng chào có xi nhan, mình tạo khối CNC mặt cắt rất là đẹp luôn nè. Đó, cái mặt cắt mà dòng bi Dumas này ánh sáng pha cực kỳ mạnh và mịn, đặc biệt là mình làm cái chức năng bashin, cái bộ dây này có thể tích hợp bashin nhanh hay chậm là theo ý thích của từng chủ nhân sở hữu của chiếc xe. Đó, các bạn cho cảm nhận nha. Và đây là mình sẽ khoe đèn sau. Đó, có chế độ chào khi chúng ta bật chìa khóa, có chức năng đá xi nhan. Anh chủ xe là thích cái phần mí này về phía sau đèn hậu đẹp hơn. Và đây là mình triển khai test ánh sáng ở đường phố thì các bạn thấy rất là mịn, bám đường. Bây giờ là mình sẽ đi xung quanh xe cho các bạn xem nha. Anh chị có nhu cầu nâng cấp bi LED, bi laser cho xe máy hay xe ô tô cứ liên hệ bên mình, Hải Âu Auto, 435A Hùng Vương hoặc 317 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai.